Rồi, trước mắt là mình mở cái thùng ra thì nó có mấy cái phần ha. Cái phần thứ nhất là cái hộp cúp này nè. Rồi, cái xong rồi, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai á, là cái bao này có gì để mình đậy nắp lên. Đó, cái này cũng là một phần của cái bao này nắp lên nè. Còn đây là cái máy mà nó sẽ giúp mình điều khiển là bơm hơi, cũng như là bơm hơi lên cũng như tạo độ nóng cho nước. Rồi thì cách á, về cơ bản là đầu tiên là mình nối cái cọng dây này nó rời nè, cọng dây này mình mới bỏ vô đây, mình nối vô đây. Rồi cái thứ hai á là đây, mình xé một cái bịch ra, mình xé một cái bịch nhỏ ra thì nó có cái đầu này, có cái đầu này mình gắn vô đây, và một cái nữa là mình gắn vô đây. Rồi cái thứ hai. Rồi kế tiếp á, là mình sẽ bơm cái hơi lên, bơm cái hơi cho cái bình nó lên, rồi sau đó mình mới gắn ba cái này vô trong ba cái này, móc vô trong ba cái này. Rồi cái này á, cái này là cái filter Secure thôi, còn bản thân trong này hình như nó có cái filter gốc rồi, để kiểm tra thì đúng không. Đây, đúng rồi, nó có cái filter gốc rồi nè. Nên mình chỉ cái đó là Secure thôi ha. Rồi, cái này là Secure. Rồi, cái này là để cái bộ này là bỏ ở trong để nó tạo sóng đó, nước vô tạo sóng đó. Rồi, cái bộ này ta sẽ là nó sẽ gắn vô trong mấy cái này. Ok rồi, bây giờ mình bơm cái hơi lên trước nha. Ok, giờ để cho bơm cái hơi lên trước đi. Cái này on lên rồi. Chắc là cái tay. Có điện kia ta. Để kiểm tra cho thử là cách thơm cái on lên sao trước đây nha. Ok, vậy là tôi tìm ra được cái cách mà turn on là thì mình giữ cái này trong vòng 5 second ha, thì nó sẽ turn on. Rồi bây giờ mình bơm cái máy lên.
rồi nó có thổi lên. Nên nó ra hơi nhiều chút xíu rồi đó. Cái cover patio thì mình sơn rồi thành ra là nhìn cho nó dễ chịu, chứ không nữa là để cho nước về lâu chịu rất dọn nó dễ. Cái này thì bỏ sau nhà sàn chơi cũng được. Mà cái thùng này đặc biệt rẻ hết rồi. Đó, nó là cái bồn là ngò và khoai đó. À, để tí mình làm tiếp, mình chịu tiếp ha. Sau khi mà bơm đầy xong á thì mình tháo cái này ra. Mình tháo cái này ra bằng cách đó là mình kéo cái này ra mà mình giật cái này ra nè ha. Mình giật cái này ra để cái này để mình bơm qua cái miếng bao này, rồi mình lấy cái nắp. Mình đậy cái này lại. Đó. Mở cái này lại. Rồi. Phía bên này á thì mình lấy cái này để mình bơm tiếp, rồi tí nữa mình mới tháo ra mình gắn vô kia. Mình luồn cái miếng trắng này vào cái miếng đen này. Đó. Mình bơm tiếp tục cái này. Bơm tiếp cái này. Cái này thì mình tháo cái này ra xong rồi đút vô để bơm ha. Ở đây nó có cái lỗ để bỏ vô nè. Này sẵn là mình quay cho ai mà mua cái spa biết làm luôn. Đó. Rồi. Vô nè. Đó. Vô. Rồi bây giờ nhớ tiếp tục bơm cái này. Bơm á thì cái này đây. Rồi ấn cái nút bơm này. Đó. Thì trong thời gian bơm cái đó thì mình gắn cái bộ vô trong này. Ở đây á. Ở đây là mình gắn cái bộ này nè. Cái bộ này là cái nó gọi là thân nét chemical connect nè. Mình bỏ một cái cục chemical này thì nó lọc sạch nước đó. Còn cái này á là cái bộ nước nó lọc nước, thì mình mở cái này ra, mở cái phía dưới này ra đó, nhớ giữ ốc này lại, ví dụ cần sau này mình mua chuyển chỗ gì đó mình bỏ vô đây, mình dặn cái này lại. Nó hơi méo. Để dàn lại cho nó đúng. Ơi. Hả? Ok.
cái đó là cái nắp, cái này là cái bồn này bơm, cái đó là cái nắp. Rồi, cái này có gì cái đoạn trước mình sẽ quay trước. Đó, bơm thì cái nắp cái đầu nó cứng lên nè. Cứng lên tròn mình mới bỏ vô bên kia được. Sau khi mà mình bơm rồi á thì mình gắn cái filter vô đây nè. Đó, lấy cái này gắn vô đây. Tương tự như vậy á thì mình gắn cái cục nó gọi là cam connect này nè. Mình bỏ một cái cục để nó lọc nước vô đây. Nên nó không phải nó lọc nước nhưng mà nó có cái cục để nó làm sạch nước nó vô đây. Đó thì mình bỏ vô tương tự như cái dưới thì cũng là vặn cái này vô. Đó. Rồi cái nắp này. Cái nắp này là cái nắp giữ. Khi mà nó vận chuyển thì mình giữ để lại yên thân. Xong rồi đến tiếp mục đó là mình lấy cái máy á, mình gắn với cái bồn. Thì mình tháo cái này ra rồi mình vặn vô. Vặn vô ba cái này vì nó có sẵn cái ngàm này rồi, ngàm này rồi. Như cái này á thì mình lưu ý là có cái ron nha. Có cái ron tại vì nó tránh bị lít nước chỗ này, quan trọng nè. Đó. Thì mình vặn vô. Vặn vô theo chiều kim đồng hồ. Cái từ từ để mình canh cái này. Còn giờ nó vừa khớp cũng phải biết nước, rất là quan trọng. Dặn vô ba bên đời. Khi mà lắp cái này vô rồi mình bỏ cái nắp này về. Cái nắp này về cơ bản nó là khỏi hai bên này để nó giữ lại vậy thôi. Đó, thì ở dưới là nước. Rồi là mình tiến hành mình muốn cho nước nóng đó, thì mình bật lên giữ 2 second xong rồi nó chọn cái chế độ cho nước nó nóng lên. Rồi để 18 tiếng. Rồi nó nóng rồi mỗi lần mà mình xài thì mình mở ra. Còn không mình đóng lại để mình giữ được cái nước nóng. Đó, cái này thì bỏ phía sau patio là cũng được. Hoặc nếu trong nhà có chỗ bỏ thì cũng được. Thì chúng ta sẽ ra được một cái bình gọi là nước cái gì gọi là cái này hot tub. Nó nghe là dạng bình ngâm mình nước nóng. Ngâm mình nước nóng để cho, nhất là mùa đông cho cơ thể mình có cơ hội nó ra mồ hôi cũng như là massage lưng, massage body ha. Ok rồi, những cái bước cơ bản để quý vị khi mà cần lắp một cái bình hot tub mà nhẹ nhàng lại đơn giản. Rồi nếu quý vị có comment gì thêm thì cho biết hoặc là cần hướng dẫn cái chi tiết nào ha. Ok, bye bye.